Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn những cái quy định của pháp luật liên quan đến việc tài sản chung vợ chồng, thừa kế của tài sản chung vợ chồng. Trong video lần này, tôi sẽ đặt cái tên, cái video có tên rằng di sản là tài sản chung vợ chồng hay là tài sản riêng của chồng các bạn nhé. Di sản là tài sản chung vợ chồng hay tài sản riêng của chồng? Thưa quý vị và các bạn, một chị hay là anh gì đó, khán giả của chương trình Dân ta phải biết luật ta, có để lại cái câu hỏi như thế này: anh trai chồng em hiện đã mất, chưa có con. Trước khi lấy vợ thì bố mẹ có mua đất xây nhà cho anh. Khi anh lấy vợ thì có đi làm lại giấy chủ quyền nhà đất. Hiện vợ anh đã đi lấy chồng, mẹ anh thì cũng mất rồi, nhưng mất sau anh. Bây giờ chị muốn bán căn nhà thì cho em hỏi chỗ nhà đất của anh em sẽ phân chia như thế nào ạ? Mẹ và bố sẽ được hưởng như thế nào? Thưa chị, thưa anh, thưa quý độc giả, một cái câu hỏi rất là hay, rất là nhiều cái ý, và tổng cái câu hỏi rất là rõ ràng. Tôi xin tóm lại để cho quý độc giả của chương trình Dân ta phải biết luật ta hiểu như thế này. Người ông A, cứ đặt tên ông A này, ổng lấy vợ chưa có con, và khi lấy vợ chưa có con thì nguồn gốc cái quyền sử dụng đất là do của bản thân ổng, là tài sản riêng của ông. Tuy nhiên sau khi ông lấy giấy, ông lấy vợ rồi thì có đi làm lại giấy chủ quyền sử dụng đất. Đây là một cái vấn đề phát sinh. Vậy thì tại thời điểm này chúng ta sẽ xác định, tại thời điểm ông A chết thì giấy chứng nhận quyền sử dụng này đứng tên một mình ông A hay đứng tên của cả hai vợ chồng? Vấn đề này luật sư sẽ tạm phân thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu trong trường hợp tài sản di trở thành di sản của anh A này là tài sản riêng, đứng tên con mình thôi, thì được, khi anh A chết thì hàng thừa kế của anh A bao gồm ba Anna, mẹ Anna. Dữ liệu mà bạn độc giả hỏi tôi là mẹ của Anna thì mất, nhưng mất sau Anna. Vậy đó quý vị và các bạn, hàng thừa kế của anh A trong trường hợp này sẽ có ba người. Thứ nhất, ba của Anna, mẹ của Anna và vợ của Anna. Vậy thì tổng cái số tài sản này được chia mỗi người được 1/3, mỗi suất thừa kế bằng 1/3 tổng cái di sản thừa kế của anh. Trường hợp 1 này được xác định là cái gì các bạn biết không? Di sản thừa kế tại thời điểm anh chết chỉ đứng tên một mình anh. Các bạn đồng ý với tôi nha. Nếu mà hiện tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên cả vợ và chồng, trong trường hợp này di sản được xem là tài sản chung của vợ chồng, mà trên nguyên tắc người chồng chết đi thì cái phần 1/2 là của người vợ, 1/2 là của anh chồng. Trong trường hợp này 1/2 tài sản của chị vợ, 1/2 tài sản của anh chồng chia tiếp cho ba người: vợ Anna, mẹ Anna, bố Anna. Như vậy 1/2 của 1/3 là 1/6. Tôi xin tóm lại cho quý độc giả để quý độc giả hiểu được rằng trong trường hợp này có hai trường hợp xảy ra. Nếu trong trường hợp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh A đứng tên một mình anh A thì mỗi người sẽ được hưởng 1/3 suất thừa kế. Vậy thì ba mẹ chồng của chị đó thì được 2/3 rồi. Còn nếu như trong trường hợp
Nếu như trong trường hợp mà đây là tài sản chung vợ chồng trên cái sổ đỏ đó, có ghi tên cả vợ lẫn chồng, thì mỗi một ba với mẹ chị sẽ được hưởng là 2/6, mỗi người được 1/6, hai người được 2/6. Cảm ơn quý vị và các bạn cùng đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Số lượng video và câu hỏi ngày càng lớn lên, thể hiện cái sự tin tưởng của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, không gì có thể cân đong đo đếm được trong những cái lần mà thỉnh thoảng mình cứ cười một mình. Hiện tại ngoài cái việc cơm áo gạo tiền, mình có thể giúp cho những người khác trong cái chân mực nào đó. Tôi cũng có một cái số cái hướng dẫn về khởi kiện chia thừa kế quyền sử dụng đất. Tôi sẽ để dưới cái đường link ở phía dưới, có một cái phí nhỏ nhỏ. Nếu quý vị và các bạn nào có quan tâm thì chúng ta sẽ gọi điện thoại hoặc mua cái gói ủng hộ chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta các bạn nhé. Tôi xin trân trọng.